Hội thi cho bản địa Việt Nam 2020. Đây là sân thi của Mông Cọc. Rất nhiều chó. Rất là đông. Đây là sân Mông Cọc. Đây có một khu vực quầy giữ bí mật, bàn chiến thuật. Dắt chạy vài vòng vào cho quen. Con này của em chưa tập bao giờ. Chưa tập bao giờ. Nhưng mà nó có dặn người không? Dạ. Có dặn người không? Không biết sợ. Nếu mà thế thì được. Chứ không sợ nhất là chúng nó kém dặn người, giám khảo sờ vào nó ngồi tịt xuống. Anh cứ thử phát xem là sờ. Không người. Không kiểm tra gì được. Không sờ người cho. Giữ đầu đi. Không thoải mái. Anh vuốt thoải mái. Con này sờ người, sờ chim, sờ các kiểu luôn. Công nhận dạng thật. Thế mà như bình thường mà sờ lưng thế này là thôi là nó ngồi luôn rồi. Nó dạng như đấy, đấy bình thường này sờ mà. Đấy, có giật mình đâu. Không chủ sờ thì ok rồi.
chủ sờ thì chúng nó không giật mình, nhưng mà nếu bình thường người lạ sờ là nó sẽ giật mình. Không, như con này dạ. Thì tất cả những chú cún trong trận đấu này thì chúng ta đều dùng dây sâu, chứ không dùng dây xích. Nếu không đúng quy định thì ban tổ chức sẽ không đồng ý để các chú cún đó.